Nay bà Sa gọi ái nữ Khánh Thi lại bàn chuyện đại sự. Xét tình hình thế trận hiện tại, để chiếm được Hoàng Huy, có lẽ phải dùng đến kế thứ 16 trong binh pháp Tôn Tử gọi là dục cầm cố túng, nghĩa là muốn bắt thì phải thả trước đã. Khi nhà họ Hoàng kịch liệt phản đối thì mình cũng phải tỏ ra phản đối kịch liệt, phải ở cửa trên chứ đừng cố phun vào như trường hợp thằng Long. Thế nên giờ mẹ sẽ đi nói thằng với bà Xuân là không đồng ý, đồng thời rõ ràng với thằng Huy là hai đứa không hợp nhau. Khi nhận tin này, bà Xuân sẽ rơi vào thế bị động không còn vênh váo với ai được nữa, còn thằng Huy tấm chiếu mới si tình sẽ cuống cuồng đến gặp con. Khi đó hãy diện một bộ y phục không đáy hai dây tôm được nhũ phong cao vút, kiều đồn cong veo, rồi nhờ đội dịch dung sao cho thần sắc nhợt nhạt yếu đuối nhưng vẫn toát được vẻ gợi cảm mong manh. Rồi con sẽ từ từ đi từ bàn trang điểm, lão đảo tiến đến chỗ giường, rồi gục xuống. Đảm bảo xung quanh không có sự xuất hiện của bất cứ con sói nào, kể cả bọn 0.001. Rồi gạo nấu thành cơm, mọi chuyện tiếp theo như thế nào không cần mẹ dạy nữa. Cứ thế mà làm nhé. Giờ thì ăn tạm mấy miếng xoài xanh cho nó quen đi. Khi nghe như nuốt từng câu chữ, tay cầm miếng xoài chấm muối ô mai. Gật gù có Sa quân sư bên cạnh há lại sợ đại sự chẳng thành.